You will learn some examples of using adjectives in Khmer. We use adjectives after nouns. Khmer adjectives can stand alone like the main verbs. They don't have to change form based on the noun's gender, number, or case. For example, in English, you say, a good student. In Khmer, you would be saying, student good. Sa lo. Sa is a student. Lo to mean good. Sa lo. So we use adjectives after nouns. Another example. A black dog. In Khmer, you would be saying dog black. Chkai khmau. Chkai is a dog. Khmau to mean black. Chkai khmau. One more example. One beer. In Khmer, you would be saying beer one. Sra beer moi. Sra beer is a beer. Moi to mean one. Sra beer moi. Remember that we use adjectives after nouns. Here are some more examples. Mita, con che sơ 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 ả ớt? Chè. Chân con sơ ăn mạng mưa mùi? Dạ. À, chạc men, cải men. Mita chạc nè. Mẹ ta hay mà má chồng ăn tam pá chà hay là to nè chà co co phở co ngô cho 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 nhớ má nhớ má chân bà bà ăn dừa dừa có ăn đó có khó khó có dừa chân bà bà ăn hỏi luôn cho nàng tịch có có khó khó có có khó khó ngờ ngờ thì ta học ta lấy xa là con con cho chật cả ớt cho chật cả ta khăn để cậu ớt con cậu ngon hạt mừng á ồ bánh ồ ồ mè Mẹ. Thì ta mơ tầm mấy thông mà. Mẹ mơ tầm mấy thông mà. Nhóm sợ bài chật. Nhóm bị bài chật. Nhóm khẳng, liếc xoay. Siêu phân ní kra, siêu phân ní sàng. Chờ ní kơi, chờ ní vệnh.
ជំរាបសួរគាត់រួសរាយរាក់ទាក់គាត់ឈឺ